27. Đại trưởng lão bà Hí darushi giá Tên gốc của vị trưởng lão này là bà Hí giá chỉ về quốc độ nơi vị ấy sinh ra. Về sau vị ấy được gọi là bà Hí darushi giá Bà Hí mặc vải sợi vì vị ấy mặc chiếc áo bằng sợi vỏ cây. A, à, nguyện vọng quá khứ Bà Hidya Daruchi Giá tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hàm Sawati, thời của Đức Phật Bát Đúc Mút Tát Rác. Cũng như các vị đại trưởng lão tương lai khác, vị ấy viếng thăm tịnh xá của Đức Phật và trong khi nghe Pháp, đã chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật công bố là tối thắng trong số những vị tỳ khưu đạt sự giác ngộ mau lẹ. vì ấy cảm thấy hoan hỷ muốn bắt chước với vị tỳ khưu ấy sau khi tổ chức đại thí, vị ấy bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật về địa vị ấy trong tương lai. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tựu và Ngài đã nói lời tiên tri. Tu thiền trên đỉnh núi Bà Hí Giá Đà Rúi Giá tương lai đã sống trọn cuộc đời, làm các việc phước và sau khi chết được tái sanh vào cõi chư thiên, rồi chỉ tái sanh trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời kỳ cuối của giáo pháp Đức Phật Cát-sa-bát, vị ấy và một nhóm tỳ khưu cùng chí hướng đã chọn một ngọn núi có vách đứng, tại đó họ lên đến đỉnh và xả thân hành thiền. Hãy xem câu chuyện về trưởng giả Đà bát ở trên do giới hoàn hảo và trong sạch, vị ấy đã sanh vào cõi chư thiên.